Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Dmitry Medvedev cảnh báo, vụ tấn công của Ukraine vào Điện Kremlin khiến Moscow không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải loại bỏ Tổng thống Volodymyr Zelensky. Theo hãng thông tấn TASS, ông Medvedev đưa ra lời đe dọa trên khi bình luận về các hành động của Kiev vào hôm 3 tháng 5. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Nga viết, ông Zelensky thậm chí không phải nhân vật cần thiết để ký một văn kiện đầu hàng vô điều kiện. Trước đó, trong ngày, nhà chức trách Nga tuyên bố đã bắn rơi hai chiếc UAV của Ukraine tấn công Điện Kremlin, nơi ở và làm việc của Tổng thống Putin. Dù không có tổn thất về người cũng như vật chất trong sự cố, nhưng Moscow tuyên bố sẽ trả đũa Kiev vào thời gian và địa điểm thích hợp. Tuy nhiên, Tổng thống Ukraine phủ nhận đất nước của ông có liên quan đến vụ việc hay âm mưu sát hại lãnh đạo Điện Kremlin. Chúng tôi không tấn công Putin hay Moscow, ông Zelensky nói trong cuộc họp báo ở Helsinki. CNN dẫn lời người đứng đầu Kiev giải thích, Ukraine không có vũ khí dự phòng cho những sự vụ như trên. Ông khẳng định quân Ukraine chỉ đang chiến đấu để bảo vệ các thành phố, làng mạc và lãnh thổ của mình. Phát biểu trước báo giới vào hôm 3 tháng 5, Thượng nghị sĩ Mark Warner, Chủ tịch Ủy ban Tình báo của Thượng viện Mỹ cũng cho biết hiện không có dấu hiệu nào cho thấy Ukraine đứng sau vụ tập kích Điện Kremlin bằng UAV. Song, ông Warner lưu ý hiện còn quá sớm để khẳng định Kiev không liên can đến sự việc. Quan chức này nhấn mạnh, Ủy ban của ông cần nghe thêm báo cáo về những bằng chứng do các cơ quan tình báo Mỹ thu thập được. Theo đài Russia Today, một đoạn video cho thấy khói trắng bốc lên bầu trời đêm phía trên Điện Kremlin. Dù đoạn video không ghi lại tiếng động nào, nhưng các nhân chứng chia sẻ trên kênh Telegram rằng họ đã nghe thấy ít nhất một tiếng nổ lớn. Những cư dân sống gần khu vực Điện Kremlin cũng kể đã nhìn thấy các tia lửa bốc lên bầu trời phía trên bức tường công trình này. Andriy Sadovyi, thị trưởng thành phố Lviv, chia sẻ. Một video khác trên Telegram được chú thích ghi lại khoảnh khắc một UAV đang tiếp cận Điện Kremlin ở tầm thấp trước khi nổ tung trên mái vòm của tòa nhà. Vụ nổ dường như không gây ra bất kỳ thiệt hại đáng kể nào cho công trình vì ngay cả cột cờ và biểu trưng của Tổng thống vẫn còn nguyên vẹn sau vụ việc. Trước đó, nhà chức trách Nga thông báo đã bắn rơi hai UAV của Ukraine tấn công nơi ở và làm việc của Tổng thống Putin. Tuy không có tổn thất về người cũng như vật chất trong sự cố, nhưng Moscow tuyên bố sẽ trả đũa Kiev vào thời gian và địa điểm thích hợp. Reuters đưa tin, Kiev đã lên tiếng bác bỏ cáo buộc của văn phòng Tổng thống Nga về việc dùng hai UAV tập kích Điện Kremlin nhằm sát hại ông Putin vào lúc đêm muộn mùng 2 tháng 5 theo giờ Nga, 3 giờ sáng mùng 3 tháng 5 theo giờ Ukraine. Sehi Nikiforov, phát ngôn viên của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định, chính phủ nước này không liên quan đến sự cố. Như Tổng thống Zelensky đã nhiều lần tuyên bố trước đây, Ukraine đang sử dụng tất cả các phương tiện có sẵn để giải phóng lãnh thổ của mình, không phải để tấn công các nước khác, ông Nikiforov nói. Theo người phát ngôn, một cuộc tấn công nhằm vào Điện Kremlin sẽ không thay đổi được gì trên chiến trường và có thể kích động Moscow hơn nữa. Ông cáo buộc, các phát biểu của Moscow về một sự cố như vậy có thể nhằm leo thang căng thẳng trước các hoạt động kỷ niệm ngày chiến thắng phát xít Đức trong Thế chiến thứ hai, mùng 9 tháng 5 ở Nga. Cùng ngày, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken công bố gói viện trợ an ninh mới trị giá 300 triệu USD cho Ukraine. Ông Blinken cho biết, đây là lần rút vũ khí và thiết bị thứ 37 của Mỹ từ kho dự trữ dành cho quốc gia Đông Âu. Theo một thông cáo của Bộ Quốc phòng Mỹ, gói viện trợ mới sẽ gồm đạn dược bổ sung cho các hệ thống pháo phản lực cơ động cao HIMARS, các khẩu lựu pháo 155mm, đạn pháo 155mm, các quả đạn súng cối 120mm, 81mm và 60mm, các tên lửa chống tăng TOW, hệ thống vũ khí chống thiết giáp AT-4 và Carl Gustav, tên lửa trang bị cho máy bay Hydra-70, xe tải và xe kéo vận chuyển thiết bị nặng, vũ khí nhỏ, phụ tùng và các trang thiết bị khác. Đài Russia Today trích dẫn thông cáo vào hôm 3 tháng 5 của FSB cho biết, nhân vật cầm đầu nhóm khủng bố của Kiev là Roman Masovest, một sĩ quan thuộc Cơ quan Tình báo Quân sự Ukraine, GUR. Ông Masovest hiện cũng là phó chánh văn phòng của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Theo nhà chức trách Nga, Masovest là cộng sự thân cận của giám đốc GUR Kirill Budanov và là người đã chiêu mộ 6 công dân Nga và Ukraine cho chiến dịch ở Crimea.
nhóm này được giao thêm nhiệm vụ chuẩn bị tấn công các quan chức cấp cao ở vùng tự trị Crimea, bao gồm cả thị trưởng thành phố Yalta. Moscow cũng cáo buộc nhóm đã lên kế hoạch cho các hoạt động phá hoại cơ sở hạ tầng giao thông trong khu vực. FSB khẳng định, các điệp viên Ukraine đã thiết lập một đường dây vận chuyển hàng lậu từ Bulgaria qua Thổ Nhĩ Kỳ và Georgia để có được chất nổ, kiếp nổ, thiết bị theo dõi và các thiết bị khác. FSB đã thu giữ 5 thiết bị nổ tự chế, 6 kg chất nổ dẻo do Anh sản xuất và các tang vật khác trong cuộc đột kích nơi ở của nhóm. Đoạn video do cơ quan này công bố cũng cho thấy một số quả lựu đạn được tìm thấy tại hiện trường. Nhà chức trách Nga lưu ý, các chất nổ bị thu giữ lần này giống hệt tang vật trong vụ phá hoại đường sắt ở quận Bakhchisarai thuộc Crimea ngày 23 tháng 2. Đứng bên ngoài ngôi nhà của mình, chỉ về cái hố do rocket nổ tạo ra trên đường đi của mình, một cư dân người Ukraine ở vùng chiến sự tỏ thái độ giận dữ. Bà nhanh chóng quy trách nhiệm cho quân đội Ukraine về cuộc tấn công này. Họ giết hại chúng tôi, các binh sĩ của chúng tôi lại đang giết hại chúng tôi. Người phụ nữ tên Natasha này đổ lỗi về vụ tập kích tên lửa cho quân đội Ukraine, chứ không phải lực lượng Nga đang thực hiện tấn công thành phố Bakhmut gần đó và bao vây các thị trấn khác trong 8 tháng qua. Giống như thông tin trong các hoạt động tuyên truyền của Nga, những người dân địa phương như Natasha đã tố cáo phương Tây gây ra cuộc xung đột vũ trang, đồng thời chỉ trích quân đội Ukraine đã pháo kích nhà cửa của họ nhằm buộc họ phải rời khỏi nơi đây. Bà Natasha sống ở thị trấn Kostyantynivka, nói với phóng viên tờ New York Times Mỹ. Họ làm thế một cách cố ý. Họ nói với người dân cần phải sơ tán, họ cần đất. Binh sĩ Ukraine gọi những người dân này là những người đợi chờ. Đây là nhóm những người từ chối đi sơ tán và cố bám trụ cùng nhà cửa, đợi chờ quân Nga tiếp quản vùng đất họ đang sinh sống, dù cho khi ở lại, họ đối mặt với nguy hiểm do bom rơi đạn lạc. Vùng đông Donbass là khu vực thân Nga nhất ở Ukraine, nơi đây gần gũi Nga về địa lý và có những gia đình có mối quan hệ với cả hai nước. Tại nhiều thành phố trong vùng, tiếng Nga được sử dụng phổ biến hơn cả tiếng Ukraine. Cảnh sát trưởng Kryapkin cho biết, ông đã dành thời gian truy tìm các chỉ điểm làm việc cho Nga trên thực địa. Ông này chia sẻ, ông có một đội chuyên theo dõi kênh Telegram này nhằm bắt các chỉ điểm. Mùa hè năm 2022, khi Kryapkin phụ trách thị trấn Rutkivka nằm bên cạnh, cảnh sát dưới quyền của ông đã bắt 5 cư dân địa phương. Giới chức Ukraine phát hiện họ đang cung cấp thông tin chỉ thị mục tiêu cho tình báo Nga. Viện cảnh sát trưởng cho biết, đây là nhóm đa dạng thành phần, gồm kỹ sư nhà máy, một phụ nữ trẻ, một nam giới 30 tuổi, một bệnh nhân điều trị tâm thần và một cựu tài xế taxi. Ông này cho biết thêm, 5 người này đã trải qua trình tự pháp và đã bị kết tội. Kryapkin cho biết, các cuộc tấn công của Nga giảm tần suất sau khi có các cuộc bắt giữ những người trên. Tuy nhiên, việc đối phó với cuộc chiến thông tin của người Nga hiện không phải là ưu tiên cấp bách của Ukraine, vì việc đó tốn tiền và thời gian, mà họ thì đang phải đối diện với xung đột quân sự toàn diện với Nga trên chiến trường. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Bảo Trân rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Đừng quên nhấn chuông theo dõi và đồng hành cùng chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin chào và hẹn gặp lại.